tầng này thì phía bên trên của nó sẽ là những ứng dụng mà chúng ta đã viết ra, đã chạy được, ứng dụng cụ thể những cái gì mà chúng ta có thể tương tác được. Còn ở phía bên dưới nó là những cái gì về framework cung cấp, ví dụ như là cái Active Manager, Window Manager hoặc là các Content Provider để cho các bạn truy xuất vào những cái tài nguyên chia sẻ của hệ thống, hoặc là bạn muốn chia sẻ cái tài nguyên nào đấy trong ứng dụng khác, bạn cũng có thể sử dụng cái Content Provider. Đấy là chính là cái nhiệm vụ của cái tầng Application Framework. Còn cái Application chính là cái ứng dụng thực thụ chúng ta đang sử dụng và tiêu thụ cái phần Application Framework ở bên dưới. Tất cả những cái ứng dụng mà bạn phát triển Java thì đều hiện tại trên môi trường là Android Runtime và được phát triển từ cái tầng này. Bây giờ chúng ta sẽ xem quá trình khởi động một chiếc Android và một chiếc điện thoại Android như thế nào. Đầu tiên khi mà bạn nhấn nút khởi động của cái hệ điều hành, thì phần lớn những cái điện thoại thì sẽ chẳng bao giờ các bạn khởi động lại. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu qua một tí để chúng ta biết được cái tiến trình như thế nào và tại sao có một phần, một số những phần mà chúng ta phải làm thế. Lần này sẽ giải thích cho các bạn rõ. Hoặc là nếu mà gặp một cái rắc rối gì về phần sau thì các bạn có thể quay trở lại đây để các bạn xem lại cái tiến trình khởi động này, biết thêm được lý do của nó tại sao. Khi mà khởi động thì đầu tiên là cái phần nhân sẽ được khởi động trước tiên, sau đó nó sẽ gọi đến một cái tiến trình gọi là init. Tại tiến trình này nó sẽ có gọi chạy một cái phần daemon. Daemon này nó sẽ làm một cái nhiệm vụ gọi là quản lý phần cứng ở cấp thấp, nó sẽ kiểm tra phần cứng xem tôi có những cái gì, cái thiết bị camera của tôi như thế nào, cái thẻ nhớ như thế nào. Sau đó nó sẽ gọi đến một cái gbox, là một cái tiến trình mồi để khởi động DVM. DVM chính là Davi Virtual Machine. Thì cái này chính là cái máy ảo để chạy các ứng dụng này. Và quá trình cuối cùng là quá trình runtime, là đồng thời cùng với lại cái quá trình bên trên nó sẽ khởi động cái dịch vụ quản lý dịch vụ. Và một điều cần phải chú ý ở đây là bất cứ một cái dịch vụ trải nghiệm nào đều phải được đăng ký với Service Manager. Chính là trong nằm trong cái phần runtime khi mà được khởi động đồng bộ cùng với lại cái Gbox thì là nó hai cái này đồng bộ với nhau, và khi một cái service chạy nó đều phải đăng ký với lại cái phần Manager này. Vì thế mà sau này chúng ta sẽ phải, khi mà chúng ta làm việc với service thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải đăng ký một cái service, là cách đăng ký nó sẽ như thế nào. Đây là một bức tranh tổng thể để các bạn có thể nhìn thấy được tất cả các phần vị trí của nó tương tác với nhau như thế nào trong cái Android SDK. Như bạn thấy là cái tầng thấp nhất ở bên dưới màu đỏ là cái hạt nhân giao tiếp với phần cứng tất cả mọi thứ, sau đó đẩy tiếp lên các tầng trên. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái Android Runtime này nó nằm ở cùng tầng với lại Native Library. Trong này thì các bạn có thể thấy là cái đối tượng mà Runtime ở đây nó khá là sâu ở mức tương đối là gần như là của hệ thống. Ở trong này nó có thể tương tác trực tiếp được với lại các cái thư viện, và nó không phải là cái phần mà sẽ giao tiếp trực tiếp với lại hệ điều hành phần cứng ở bên dưới, mà nó sẽ làm việc thông qua cái thư viện để tiếp library. Vậy là tôi đã trình bày với các bạn tất cả cái nền tảng cũng như là các cái phần, các bạn có một cái nhìn sơ bộ về hệ điều hành Android. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái khái niệm, những cái sử dụng để trình trên Android SDK. Thì ở đây tôi đặt một cái tít gọi là những khái niệm quan trọng. Những khái niệm quan trọng ở đây là chúng ta cần phải nắm. Đầu tiên đó chính là khái niệm về view, view và UI. Thì khái niệm về view, view chính là một cái đối tượng hiển thị. Đối tượng hiển thị ở đây chúng ta sẽ có thể có là text view hoặc là list view hoặc là edit text hoặc là button. Tất cả những cái khái niệm như thế được gọi chung và được kế thừa từ một cái khái niệm cơ bản gọi là view. Một cái nữa cũng gần tương tự giống như view ấy chính là cái khái niệm về activity và activity manager, tức là đối tượng hiển thị trên màn hình. Hai cái này nó khác nhau như thế nào? Bởi vì là view cũng là một đối tượng hiển thị trên hình, còn activity cũng là một đối tượng hiển thị trên màn hình. Nhưng mà activity ở đây chúng ta sẽ bao gồm rất nhiều thứ,
ví dụ như là cái toàn bộ cái màn hình trừu tượng của chúng ta và chúng ta hiểu thì nó được quản lý bởi một cái activity, và cái activity này nó có thể bao gồm nhiều view. Những view nó không thể hiển thị lên trên màn hình nếu như không được đặt trong một cái activity. Chúng ta có thể coi như activity là một đối tượng chứa để quản lý tất cả những cái view ở bên trong nó, và những cái việc mà đẩy đến những cái tương tác với người dùng như thế nào chỉ phải có đối tượng activity thì nó mới có thể làm việc được. Cái phần nữa là cái Visual Manager, cái này thì nó không mang tính về trình, chúng ta cần phải nắm nhiều, nó chỉ là một cái về kỹ thuật, về lập trình, và chính là cái về quản lý về tài nguyên. Tài nguyên ở đây chúng ta nói đến tài nguyên ngoan cốt, tức là tài nguyên mà chúng ta import vào từ bên ngoài, chẳng hạn ví dụ như bạn có một file ảnh hoặc một file XML về giao diện, bạn cũng muốn review lại nó thì bạn có thể sử dụng cái này. Cái này chính là một cái công cụ để chúng ta có thể dùng nó trong cái cho cái công việc phát triển của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Một phần nữa đó là phần hiển thị các dạng thông báo, chính là Notification Manager. Thì cái do cái ứng dụng của chúng ta là một cái ứng dụng, một cái màn hình của nó tương đối là hạn chế, vì thế mà cái việc mà chúng ta sẽ quyết định rằng là chúng ta sẽ hiển thị một cái thông báo, một cái dạng thông báo như thế nào, chúng ta có thể hiển thị một cái dialog box, hoặc là chúng ta có thể hiển thị một cái task message lên để thông báo chung chung cho mọi người biết được cái trạng thái, hoặc là chúng ta có thể thay đổi cái trạng thái của thanh status để hiển thị những cái thông báo của chúng ta. Thì đây chính là cái phần là Notification Manager cho phép hiển thị các thông báo. Phần tiếp theo nữa là cái phần Content Provider. Đây chính là một phương thức, một cách thức, một cái chuẩn chung dùng cho Android để cho tất cả những ứng dụng mà có thể chia sẻ được dữ liệu với nhau thì chúng ta sử dụng cái khái niệm là Content Provider. Chẳng hạn ví dụ như mà tại sao bạn có thể truy xuất được vào cái contact list, tại sao bạn có thể truy xuất được vào các cái SMS của các tin nhắn, thì tất cả những cái phần đấy đã được quy chung về một cái khái niệm là Content Provider. Thì ở đấy nó họ ở đấy ở các ứng dụng đấy nó sẽ phải đưa ra các API để cho chúng ta có thể dùng và gọi đến để lấy dữ liệu từ trong những cái nội dung mà nó quản lý. Thì đấy chính là cái phần mà là Content Provider, là có thể truy xuất được dữ liệu tài nguyên của một ứng dụng khác. Phần service và service manager, cái này rất là rõ ràng. Đây chính là cái dịch vụ chạy ngầm, tức là cái một cái ứng dụng có thể là một cái dịch vụ chạy mà không có cái màn hình giao diện đối với lại người dùng, như thế chúng ta sẽ coi nó là một cái service. Cuối cùng đó là một broadcast receipt. Đây là chính là cái việc quản lý sự kiện, bởi vì là nó cũng giống như trên lập trình trên Windows, khi chúng ta phát triển thì lúc đấy là chúng ta sẽ có cái event, nó sẽ file ra, hệ thống sẽ bắt, nó sẽ có thể là đẩy cho cái ứng dụng này hoặc đẩy cho ứng dụng kia. Thì cái khái niệm này nó gần tương tự như thế, tức là ở chỗ này chúng ta sẽ có những intent, chúng ta đẩy ra những intent đấy và quản lý, hệ thống sẽ biết được cái intent này gọi đến cái gì và cái nào sẽ là cái tiếp nhận cái intent của chúng ta, và cái intent đấy sau khi được đẩy cho cái ứng dụng đấy và nó sẽ xử lý. Thì đây chính là một cái phần quản lý về sự kiện, chuyển tiếp về sự kiện trong hệ thống. Đây là những cái tôi nghĩ là những cái khái niệm mà rất là quan trọng ban đầu để khi mà bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu một cái hệ thống lớn như là Google Android SDK. Bây giờ chúng ta sẽ có một ví dụ để mô nhỏ nhỏ, đó là chương trình Hello World. Thì phần code thì các bạn hiện thao tác thì các bạn có thể xem ở trong các cái video demo. Đây tôi xin giải thích về các cái code ứng dụng chúng ta. Như các bạn có thể thấy ở bên tay trái này thì là toàn bộ cái project. Cái project này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có những cái phần quan trọng. Đó là cái phần đầu tiên là cái phần về source code. Số code ở đây các bạn có thể nhìn thấy một cái file gọi là main-active.java. Cái phần tiếp theo là cái phần về resource, là cái file trong nằm trong thư mục grep. Trong này thì chúng ta có trong thư mục grep thì có rất nhiều những cái thư mục con, chẳng hạn ví dụ như là drawable, layout và value. Thì tôi sẽ giải thích các bạn rõ hơn sau, nhưng mà ở đây chúng ta cứ nhìn sơ qua để chúng ta có thể hình dung được ứng dụng chúng ta gồm những cái phần nào. Đây là cái phần đầu tiên là cái layout, chúng ta tìm hiểu cái layout. Layout chính là một cái mà sẽ dùng để hiển thị lên trên cái active mà tôi đề cập bên trên.
thì trong layout nó sẽ định nghĩa layout là một cái file về XML, chuẩn XML. Những gì trong phần từ suộc này thì đều là những định dạng về XML. Và trong cái phần layout này thì có một cái file là main, main layout. Như bạn có thể nhìn thấy main layout. Trong main layout chúng ta sẽ có một cái tag view. Tag view này nghĩa sẽ hiển thị một cái chuỗi tên là string suộc hello. Thì cái chuỗi này đã nằm ở trong file resource value. Value tức là cái file string ở bên dưới, bạn có thể nhìn thấy trong này đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái string này, cái resource này, cấp đầu tiên là resource này, xong string này, sau đó name này, hello này, sau đó là cái dòng text là cái string đấy, tên là hello và nội dung của cái string đấy chính là cái dòng chữ hello world trong công nghệ. Và ngoài ra chúng ta nhận nhận nghĩa nhiều những cái string khác của chúng ta nữa là trong cái phần value này, là tất cả những cái text của chúng ta sẽ bỏ vào đây. Để ứng dụng chúng ta chỉ dùng một cái này và chúng ta map ID của nó vào trong những cái phần layout khác. Đó. Ở trên phần main nó sẽ main của thằng layout nó sẽ gọi đến cái resource, cái string những nội dung này để hiển thị lên. Thì bạn thấy ở bên này là cái màn hình demo ở đây là mà tôi đã chụp lại đây là chính là cái dòng chữ mà chúng ta hiển thị lên ở đây. Ta lại đi lên trên một chút nữa, cái phần đỏ nội dung rất là quan trọng này chính là cái phần về main active, tức là nằm ở trong phần suộc. Main active bạn có thể nhìn thấy là cái main active là một cái lớp. Cái lớp này nó sẽ hiện thực hoặc là nó sẽ được kế thừa từ một cái activity. Cái main active này sẽ kế thừa activity và nó ghi đè cái phương thức on grid. Ở trong cái phương thức on grid này chúng ta sẽ chỉ thị nó phải load cái nội dung view nào vào bằng cái câu lệnh set content view. Câu lệnh set content view này nó sẽ lấy một cái thuộc tính là main ở bên layout, bạn có thể nhìn thấy cái file main.xml kia, thì vào đây nó sẽ là r.layout.main và nó bỏ cái đuôi xml đi, và cái thư mục cấp thư mục của chúng ta ở đây sẽ là layout và nó sẽ main. Và việc cái main này nó hiển thị cái gì thì luôn thằng tiếp nó sẽ lấy vào và nó hiển thị lên. Và khi chúng ta run chương trình, chúng ta chạy thì nó sẽ ra một kết quả như chúng ta nhìn thấy ở đây, đó là dòng chữ hello world trên màn hình của bài. Kết thúc hôm nay thì tôi sẽ có một vài câu hỏi giúp cho các bạn có thể hiểu sâu về cái nội dung bài học chúng ta đến. Câu hỏi này sẽ có một vài câu hỏi, ví dụ như là các bạn có thể viết một ứng dụng chạy trên nền Symbian, sau đó các bạn mang cái ứng dụng đó chạy trên Android có được không và tại sao. Thứ hai nữa là tại sao Google lại sử dụng ngôn ngữ Java là ngôn ngữ chính thống để lập trình cho Android ADK. Một câu hỏi nữa là các bạn hãy giải thích tại sao cái phần nào là cái phần mà nó sẽ được thực thi cái code mà các bạn build bằng Java trên Android ADK. Chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ C và C++ cộng để viết ứng dụng trên Android không? Tại sao? Mình liệt kê một vài những cái smartphone cũng như các hệ điều hành bạn biết. Và phần bài này là phần bài mở đầu, thì sẽ chưa có bài tập nào mà các bạn có thể tìm hiểu thêm những kiến thức thông qua một vài những câu hỏi gợi ý mà tôi đã nêu ra bên trên. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.